Xin chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh của mình Vũ Audio. Các bác thân mến, các bác hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất hàng ngày. Ở trong clip này thì em xin được giới thiệu đến mọi người về mẫu loa Bát 25 cực kỳ là chất lượng. Dòng này thì cách đây mấy tháng thì bên mình Vũ cũng có bán rồi. Hôm nay còn một đôi sẽ xả giá thanh lý cho các bác. Giá cực kỳ đẹp luôn. Loa thì từ bát lẫn chép rất là chất. Tép là tép neo nhá, tép neo selection nguyên zin. Đấy, dòng tép neo trong những cái dòng gọi là selection thì cơ quan này là cơ quan đỉnh nhất, hay nhất nha mọi người nhá. Mẹ in China này. Đấy, nhiều ông muốn bán cái tép này ông ấy xóa cái chữ China đi. Sợ mọi người bảo là cái dòng China là hàng đẻo. Nhưng này nó là xịn nhá, hàng nhập ấy. Còn đây là cái bát của nó. Bát thì quá chất luôn, bát 25. Cái từ to gần bằng miệng bát luôn. Các bác, từ to gần bằng miệng bát. Con này côn 76 nhá, côn nước trong nước ngoài. Cái dòng côn mà côn 76 nước trong nước ngoài thì các bác biết rồi. Dòng bát 25 mà côn 76 là quá khủng khiếp luôn nhá. Cún dã man luôn ý. Cún to khủng khiếp luôn. Đây. Mang của nó là mang chống nước nhá. Mang chống nước. Ngân vải tẩm dầu. Đây phần tần đây. Rất là chất luôn nhá mọi người ạ. Còn anh em chơi không cần phải suy vào nhà bà nghĩ. Cái mặt e căng của nó đâu nhỉ? Đây. Mặt e căng của nó đây. Đấy. Dòng loa Tây Ban Nha nhá mọi người nhá. Thương hiệu Tây Ban Nha. Đó. Một đôi 25 cực kỳ là chất, cực kỳ là VIP luôn. Tép neo selection. Bát nhập khẩu Tây Ban Nha. Bát này thằng này với thằng Italy nó cũng như nhau. Con này nó như cái dòng Phaeto luôn các bác. Với cái mức giá ngày hôm nay em sẽ đưa ra cho các bác để anh em sở hữu một đôi loa chất, loa ngon, hàng bãi xịn. Giá là 6.600.000 các bác nhá, 6.600.000. Đấy, giá bán là chưa bao gồm phí ship. Anh em nào có nhu cầu muốn sở hữu một đôi loa Bát 25 hàng bãi xịn chất, hãy liên hệ Minh Vũ qua số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889. Loa này thì em cũng đã test rất là nhiều những clip về chất âm. Đấy các bác nhá, em rất là nhiều những clip về chất âm. Bác nào đã thường xuyên theo dõi kênh của Minh Vũ thì các bác sẽ biết được là những dòng loa này và những bác đã mua từng mua loa này của em rồi. Các bác hãy cho em một cái bình luận rồi nhận xét xem có đúng hay như những gì người bán người ta quảng cáo hay không nhá. Rồi, clip này thì xin kết thúc tại đây. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi. Còn rất là nhiều những cái mẫu loa khác nữa thì em sẽ giới thiệu lần lượt đến toàn thể các bác cùng chiêm ngưỡng về nội thất các bác nhé, chiêm ngưỡng về nội thất và chất âm. Các bác đi mua loa thì nhất là loa bãi hay bây giờ tất cả loa bãi hay loa mới thì cũng cần phải xem nội thất bên trong thì mới biết được cái loa nó có chất lượng, nó có hay không. Nếu chúng ta chỉ nhìn cái bên ngoài, nhìn cái tên thì nó chẳng nói nên điều gì đâu. Rồi, xin chào toàn thể các bác nhé.